Hello, xin chào tất cả các em đã đến với kênh Béo Chibi. Và hôm nay là thứ bảy nè. Đầu tiên chúc các em có một thứ bảy thật là vui tươi và nhiều hạnh phúc nha. Còn và cùng với chị kiểm tra đơn hàng của ngày mùng 7 tây tháng 12 năm 2018 nha. Đầu tiên sẽ là đơn hàng của bạn Huỳnh Thị Ánh Hồng 183.000 đồng. Tên và đầu tiên ha, thì đơn hàng của bạn Ánh Hồng có đặt là búp bê Mai Ca nè, có mái tóc vàng rất là đẹp luôn, mấy anh thấy không? Cặp mắt này ha, có lông mi thật luôn đó, và có thể mở mắt và chớp mắt, đúng không? Nè ha, mình ngồi lên thì nó sẽ mở mắt như thế này, mình thả xuống thì sẽ chớp mắt như thế này, rất là dễ thương luôn nha. Đó, đeo một cái túi nữa nè, rất là xinh, và cái váy cũng đẹp nữa nha. Đó, bàn tay của búp bê nè. Đó, bàn chân nữa nè, 150.000 đồng ha, hết sức là đáng yêu nha. Và đặc biệt á, là ở trong bụng của Meka nè là sẽ có pin nha, có nhạc nè, chị sẽ tháo ra cho các em xem. Đó, rất là đơn giản. Và nó sẽ có cái này ha, mình sẽ gỡ nó ra. Rồi, chị sẽ nhấn vô. Rất là dễ thương. Và ở đây thì chị đã gắn trở lại cho em nha. Chị gắn lại, khi nào em về nhà em chơi thì em tháo cái tấm này ra nha, thì nó sẽ có nhạc nha em nha. Đó, 150.000, hết sức là dễ thương luôn. Và đây nè ha, bé Mai Ca nè. Đó, nhắm mắt chớp mắt nè. Xin chào mọi người, nếu như mọi người thích Mai Ca thì hãy nhớ cho Mai Ca một like nha. Và công nhận là bé Mai Ca hết sức là dễ thương luôn, đúng không mấy em? Nhưng mà chúng ta lại tiếp tục đến với đơn hàng của bạn Huỳnh Ngọc Hân, 233.000. Wow, và đây là một vỉ giày luôn. Wow, đầu tiên là BK rất là xinh đẹp. Tiếp đến thì là trời ơi, có cái đôi giày này đẹp quá đi. Đây này nữa nè, nguyên một vỉ này có rất là nhiều đôi giày đẹp luôn nha. Một vỉ là 100.000, mà mua tới hai vỉ lận đó mấy em. Mấy em xem nè. Wow, rất là dễ thương. Đây đúng là đơn hàng khủng về giày luôn. Bình thường á, là các bạn chỉ mua một vỉ giày 100 ngàn là đã rất là nhiều. Bạn này mua tới hai vỉ giày luôn. Wow, như vậy là bạn có thể mở cả một cái siêu thị giày cho búp bê. Tiếp theo là đơn hàng của Mai Anh Thư, 133.000. Và đây chính là tên tên tên. Ngày hôm nay là ngày của vỉ giày nha mấy em. Và tiếp tục là bạn Anh Thư, cũng với là một vỉ giày 100.000, rất là nhiều đôi giày xinh đẹp luôn. Tên 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 tên. Quá đã luôn nha, tuyệt vời luôn. Rồi đến đơn hàng của bạn Nguyễn Tấn Sang, 78.000. Theo là có 3 bịch Borat nữa, mỗi bịch là 5.000. Đơn hàng của chị Tình, 133.000. Tên. Wow, rất là nhiều nhẫn đẹp luôn. Nhẫn BTS thì bạn đặt là 3 chiếc nhẫn inox BTS nè mấy em. Còn lại là 3 chiếc nhẫn inoxy đen nè ha. Đó, mỗi chiếc là 5.000 đồng nha. Tiếp theo thì là kim tuyến này nha. Một cái bịch 3 hũ như thế này 5.000, còn bịch kim tuyến bướm bướm này thì cũng 5.000, coi như là hai bịch, hai cái loại này đều mỗi cái là 5.000. Rồi còn có cả lắc tay BTS. Đó, rất là dễ thương luôn. 15.000 đồng một sợi như thế này nha. Và có cả dây chuyền BTS thì cũng là 15.000 luôn đó mấy em. Đây nha, dây chuyền nó dài hơn luôn, nhưng mà cũng chỉ có 15.000 thôi. Tiếp theo, Trịnh Bảo Ngọc ơi, đã đến đơn hàng của Bảo Ngọc nè, 70.000 đồng. Wow, bạn có đặt là bộ kit 30.000 đồng, 12 món, làm được 5 loại slime khác nhau, là tiết kiệm được 14.000 nữa nha mấy em. Và bạn còn có đặt thêm là hai bịch cốm trái tim, mỗi bịch 5.000. Ta-da! Tiếp theo là bé Hoàng Suri, một cái tên hết sức là dễ thương, đơn hàng 110.000 đồng. Yeah, bạn đặt hai cái bịch mắt BTS nè. Ôi, Simin rất là đáng yêu. Phải Simin đâu mấy em. Rất là dễ thương luôn đó. Còn đây là ai đây? Cả hai chị thấy đều rất là đẹp luôn. Tên thì chị không có rành lắm, nhưng mà chị biết chấm điểm nhan sắc và độ dễ thương thì bảy anh đều rất là đáng yêu luôn, đúng không? 25.000 một cái bịch mắt. Tiếp đến thì là dây chuyền. Đây, chúng ta có dây chuyền BTS nha. Cũng là một cái mặt vuông này, một cái mặt tròn, 15.000 một cái. Ping pong. Tiếp theo là một cái tên Lê Hoàng Mộc Lan, tên rất là dễ thương ha. Đơn hàng của bạn là 112.000.
Bong 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 bong. Đây là dây chuyền ren có hình của bạn cúi mèo nè mấy em. Cái charm cúi mèo hết sức là dễ thương luôn. Và cái dây chuyền ren này nó có giá là 15 ngàn mà mấy em xem nè ha. Cái ren nó đơn giản mà nó rất đẹp. Cái charm cúi mèo thì quá đẹp luôn. 15 ngàn nha. Đeo vô thì nó sẽ rất là cá tính luôn. Và bạn còn có đặt là một cái vòng tay nữa nè. Đó, một cái vòng tay ren. Thì vòng tay ren á là có cái charm hình là Hello Kitty chạy xe đạp nha. Đây, cái này là vòng tay. Thì mỗi cái là 15 ngàn đó mấy em. Rất là dễ thương luôn á nha. À, chị nói lộn. Cái vòng cổ á thì là 15 ha. Còn cái vòng tay á thì chỉ có 8 ngàn thôi nha. Tiếp đến là bịch tuyết xanh bông bạc 8 ngàn nè. Tuyết Mỹ thì là cũng 8 ngàn nha. Rồi còn có là charm ông và charm bà. Đó, con chào ông, con chào bà. Đó, ông bà là những người đã có công sinh ra ta, thương yêu ta và dạy dỗ nuôi lớn chúng ta thành người ha. Chúng ta phải luôn thương yêu và kính trọng ông bà, cha mẹ nha. Đó, dễ thương ha. Đây là 5 ngàn đồng một cái nha mấy em. Ngoài ra thì bạn còn có đặt là một bộ kit làm slam 30 ngàn đồng nè. Có tới 12 món lận đó mấy em. Nhiều cái loại ở trong đây lắm. Mình có thể làm được tới 5 loại slam lận nha. Đó. Và bây giờ là đơn hàng của Trần Thị Thúy 100 ngàn đồng. Yeah, bạn có đặt một cây viết xương rồng nè. Đó, xương rồng có hoa nhỏ trên đây nè. Rất là dễ thương. 5 ngàn. Và chúng ta sẽ thử viết nha. Ok. Tiếp theo thì bạn có đặt là hai chiếc nhẫn BTS nè mấy em. Đó, chị lấy cho hai mẫu luôn nha. Một mẫu là màu đen và một mẫu là màu trắng inox. Mỗi chiếc 5 ngàn. Có lắp tay chữ BTS nè, 15 ngàn nha. Bịch tuyết Mỹ ha, 8 ngàn đồng. Rồi đến là cái bịch tuyết này là 10 ngàn nha. Shop Liti nè, của em nè, 9 ngàn, màu rất là đẹp luôn. Rồi có pom pom, 5 ngàn. Vô ráp, 5 ngàn. Còn đây, Võ Thị Yến Nhi ơi, đã đến đơn hàng của Yến Nhi nè, 121 ngàn. Đầu tiên thì bạn có đặt là một cái cây chì móc khóa nè mấy em ha. Chì móc khóa là 5 ngàn đồng. Sau đó thì đến là bút trái dâu cũng 5 ngàn. Rồi đến là bút quyển sổ nha. Đây, bút quyển sổ cũng 5 ngàn luôn. Quyển sổ nè ha, rất là dễ thương. Bing bong, tiếp theo thì chúng ta sẽ có bút ngựa pony. Rồi bút là kem tay thỏ nè. Và một cái bút đó là mật thư. Cũng 5 ngàn một cái. Và đây ha, là tổng là 6 cây bút của bạn nè. Rất là dễ thương luôn nha. Bây giờ chúng ta sẽ thử bút. Rồi nha, đầu tiên chúng ta sẽ thử là cái bút dâu nè. Ok nè ha. Bút kem nè ha. Cái này thì là pony nè nha. Cái này thì là sách nè. Cái này thì là mật thư nè. Để chị vũ một cái. Vũ một cái nữa. Ok rồi nha. Lúc nào cũng vậy hết á. Nó mới đầu nó hơi nghẹt một cái, mình vũ một cái nó sẽ ra đều đẹp hơn nha. Tiếp đến là bịch tuyết Mỹ ha, 5.000 đồng. Hai bịch Borat nè mấy em. Mỗi bịch là bịch tuyết Mỹ 8.000 nha, chị xin lỗi. Còn Borat nè ha, mới là 5.000 đồng một bịch nha. Thì bạn còn có đặt là cốm trái tim nữa nè. Đó, cốm trái tim 5.000 nha. Kim tuyến trăng 5.000 luôn. Keo sữa là 15 ngàn ha, keo sữa lớn nè, hũ hương dâu 5 ngàn và hai cái charm đây. Đây ha, charm cầu vồng và charm dưa hấu, mỗi cái 5 ngàn rất là xinh. Tiếp theo là đơn hàng của bạn Nguyễn Thị Hường 120 ngàn đồng. Yeah, và bạn đã có hai cái hộp tới hai cái hộp bút BTS luôn đó mấy em. Đó, rất là dễ thương nha. Mỗi hộp như vậy á thì là 40.000 đồng ha. Màu thì các em xem nè, hộp bút đợt này nó chuyển màu như thế này. Đó. Cho nên là nói màu gì chị cũng không biết nó là màu gì nữa. Nó pha pha ha, ví dụ như đó, rất là dễ thương luôn. Mỗi cái 40.000 nha mấy em. Nó không có bị thấm nước đâu. Đó, rất là sạch sẽ và đẹp. Tiếp theo là đơn hàng của Nguyễn Trần Ánh Ngọc 205.000. Yeah, bạn có đặt là bộ kit làm slam 30.000, làm được 5 loại slam có 12 món nè mấy em. Sau đó thì bạn còn có mua bịch mắt nước nha, bịch mắt nước 32.000. Ý, dễ thương quá đi. Ha, mắt cũng đẹp nè, mũi cũng đẹp nè, miệng cũng đẹp nè. Tóc cũng đẹp luôn, chân mày cũng đẹp luôn. Nè, nó rất là mát nha mấy em, đắp lên mắt đó, nó rất là mát và thư giãn. Nha, 32 ngàn.
Rồi đến là jam. Ở lộn, slamay. Đây là cái hũ slamay 30 ngàn ha. Và chị có kèm theo đây. Và chị có kèm theo cho em là tuyết và một cái jam nè. Đó, một cái jam củ cà rốt rất là dễ thương nha. Thì cái lam á, cái slamay là chị làm nó hơi ướt ướt nha. Trong quá trình vận chuyển về nhà đó, là em có thể là trộn thêm tuyết nè để em điều chỉnh cái slam này lại nha. Em điều chỉnh lại, đó là nó sẽ tơi xốp rất là tuyệt vời luôn nha. 30 ngàn đồng nguyên một bộ như thế này. Wow, cái gì đây? Đây là một cái kẹt bánh donut nè. Một cái giấy để gói bánh donut, có cả tiền nữa. Cái hộp donut đem về. Cái mâm nè. Rồi tên 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 tên. Quá trời nhiều luôn. Rất là nhiều loại donut, cũng như là một cái máy để tính tiền bánh donut nè mấy em. Ở đây nó sẽ có cái hộp kéo nha, bật ra bật vô chơi rất là vui luôn, để đựng tiền á ha. Và gọi chung cái vỉ này thì chị gọi là vỉ bán bánh donut nha. Và vỉ này là 85 ngàn nha mấy em. Nhưng mà ở đây là shop của chị ghi lộn 80 rồi. À, thôi lỡ rồi, coi như là em may mắn nha. Chứ đáng lý là vỉ này là 85 đó. Nhưng mà thôi lỡ rồi, đã chị báo với ba mẹ rồi. Cho nên là coi như là quà may mắn cho em ha. Cũng như là cho một khách hàng may mắn ngày hôm nay. Chúc mừng nha. Và tiếp theo là đơn hàng của bé Xuân Mai 132 ngàn. Thì bạn có đặt là một cái tuyết xanh bông bạc ha, 8 ngàn. Phụ kiện cho búp bê. Đó, 5 ngàn đồng một bịch nha. Và có cả giày nữa này mấy em. Mỗi bịch là 5 ngàn ha. Và bạn có đặt 3 cây bút 7 màu luôn. Đó, ở đây là 3. Cái màu chính là xanh dương nè, Mickey nè, gấu nè và Hello Kitty. Mỗi cây là 12 ngàn. Và đến là 2 cây bút kem thỏ. Mỗi cây là 5 ngàn. Tiếp theo là bút Hello Kitty, 5 ngàn đồng ha. Rồi còn có cả bút xương rồng nữa nè mấy em. Đó, xương rồng thì cũng 5 ngàn đồng luôn. Cuối cùng sẽ là 2 cây bút cà rốt và 1 cây nấm nha. Trời ơi, nhìn này giống như cái vườn thức ăn không? Ai mà nghĩ là viết đâu đúng không mấy em? Và đây nha, đây là tổng hợp những cây viết của bạn Xuân Mai. Đó, rất là dễ thương luôn, đặc biệt là cái nấm này nha. Bây giờ chúng ta sẽ thử viết. Wow, hơi bị nhiều đấy nha. Đầu tiên sẽ là cây Hello Kitty đây, màu đen. Nhưng mà mình phải thử đúng không em? Thử cho an tâm. Màu tím. Wow, sao nó cứng vậy nè. Này nó cứng ghê á. Rồi để chị đổi cây khác nha. Chị sẽ thử cây này. Màu đen. Màu vàng. Màu xanh. Đều ra màu hết rồi đó. Màu hồng. Hy vọng là ok hết nha. Màu xanh lá. Bởi vì mình thử rất là nhiều luôn đó. Màu vàng đậm. Màu đỏ, good. Màu tím, good. Như vậy là cây này ok. Chị sẽ bỏ qua bên đây. Tiếp theo là cây màu xanh dương nha. Giỡn ta. Ủa giỡn này hả? Chị thử lại một lần nữa nha. Ở đây ha, xong em bấm nó vô một cái nữa nha. Rồi, nó sẽ ok. Rồi tới màu vàng. Ơi cây này nó sao á, để chị đổi cây khác cho. Rồi cây này là cây chị đổi lại nè nha. Màu đen nè ha. Màu vàng nè ha. Màu tím nè. Yes. Màu đỏ. Xanh lá. Bạn nào mà không thích cho thử viết thì bấm nhanh qua nha. Nhưng mà chị bán thì chị phải thử để cho mấy bạn đó biết là hàng đến nhà của mấy bạn đó là yên tâm ha. Rồi ok, 2 cây. Rồi cây này là cây chị cũng mới đổi lại cho em nè. Đó. Mấy bạn nào muốn coi những đơn hàng khác thì có thể bấm nhanh qua nha. Rồi đó, nó mới đầu nó hơi nghẹt xíu thôi em, không sao hết. Ok. Chứ chẳng lẽ cây nào cũng bị vậy hết, chắc chị tiêu quá.
đúng không? Nó lâu lâu nó sẽ bị một hai cây có lỗi. Chứ không phải cây nào cũng vậy đâu. Rồi nha, như vậy là ba cây viết của em là ok hết rồi đó. Tiếp theo thì mình sẽ thử ha. Đây là bút kem nè, cà rốt nè, cà rốt. Để chị vũ một cái, vũ thêm một cái nữa, vũ mạnh lên. Rồi đó, nó ra rồi đó, em thấy không nè. Đó, nó hơi bị nghẹt chút thôi. Rồi đến là xương rồng nè, rồi là Hello Kitty nè, rồi cái kem nữa nè, và cây nấm nha. Tiếng toàn tiếp theo là đơn hàng của chị Thắm 103.000 tên. Và đầu tiên thì đầu tiên là đơn hàng của chị Thắm có đặt hai cây bút BTS luôn nha. Đây là mẫu mới mà chị chưa kịp giới thiệu nè, nhưng mà chị có up ở trên file rồi, cho nên là các bạn đã biết và đặt đó mấy em, cũng 5.000 đồng một cây nha. Vừa là cây viết, ở đây cũng có phần cái thước nha, thước nhỏ ha, nó làm giống như là một cái thẻ khóa vậy đó, rất là dễ thương luôn, cũng 5.000 đồng một cây. Rồi tiếp theo thì là hai bạn gấu hồng nha. Đây, hai bạn gấu hồng rất là dễ thương đó, báo hồng chứ lộn nha, mỗi bạn là 5.000 đồng. Rồi còn có là hai cây bút cà rốt nữa, cũng 5.000 đồng một cây. Có bút chảo nữa nha mấy em, bữa nay có bút chảo nè, bữa hổm là có dĩa, nĩa, có muỗng, có dao, còn bây giờ là có chảo không dính rồi nha, để chiên trứng ấp la đó, rất là dễ thương. 5.000 một cây nha. Chị cũng có up ở trên Facebook rồi nhưng chị chưa có giới thiệu với các em, thì bây giờ sẵn đây chị giới thiệu luôn ha. Đó, 5.000 một cây, rất là dễ thương. Và còn có cả bút hộp quà đó, chúng ta sẽ tặng quà cho bạn của mình là một hộp quà bí mật, bộ hộp quà may mắn ha, cũng 5.000 luôn. Miếng ô nè, yeah, 5.000 đồng một cây. Và pony pony chin 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 chin, rất là đáng yêu luôn nha. Mỗi cây là 5.000 đồng. Rồi bây giờ thì mình sẽ thử ha, bút bí ngô nè. Rồi bí ngô nè ha. Rồi tiếp theo là BTS nè. Đó, BTS nè. Đó, BTS nè ha. Rồi đến là chảo nè. Chảo luôn nè. Rồi đến là hộp quà nè nha mấy em. Rồi một cây hộp quà nữa ha. Báo hồng nha, báo hồng luôn nè. Cà rốt. Để chị vũ một cái. Rồi ha, cái màu của nó là nó nhạt vậy đó nha mấy em, chứ nó không phải sao hết á. Rồi đây là một cây cà rốt nữa. Rồi cái màu của cà rốt nó nhạt nhạt. Pony. Rồi pony, ok ha. Và bây giờ xin mời các em cùng đến với đơn hàng của bạn Trần Lê Nguyễn Thiên nha. Wow, cái tên rất là dễ thương luôn. 133.000 cũng là đơn hàng cuối cùng của chúng ta ngày hôm nay nha. Đây, các em xem đơn hàng cuối cùng của chúng ta ha. Đó là một cái quần jean màu trắng chữ P và một cái áo có nón ha. Ở phía dưới là có cái mảng đen này, ở trên tay cũng có một cái viền đen như thế này. Nón thì có dây nè ha, ở đây là cái nón có dây nè. Rồi, đây. Wow, nước hoa em và có chữ lớp nữa. Rất là dễ thương luôn. Áo này 50.000 đồng đó mấy em. Đó, từ 25 tới 52kg đều mặc vừa. Còn đây là quần chữ P nha. Đây, để chị quay lấy qua đây cho nó sáng lên cho thấy cho rõ. Đây, quần chữ B ha. Đó, size 28 nha. Đợt trước là bé có mặc một cái rồi, là size 29 thì nó hơi rộng, thì lấy cái này 28 là vừa nè nha. Rất là đẹp luôn. Đây, chỉ có 50.000 đồng một cái thôi. Nguyên một bộ này là 100.000, nhưng mà rất là chất lượng luôn đó nha. Ai đã mua rồi biết cái quần chữ B này ha, chất vải kaki
có độ co giãn rất là dễ chịu luôn, lại có theo thêm cái chữ bi lấp lánh này rất là dễ thương ha, và cái áo nữa. Và đơn hàng của bạn này coi như là cũng đã kết thúc video kiểm hàng ngày hôm nay của chị. Thôi đấy, chào tạm biệt các em, hẹn gặp lại các em ở video sau. Các bạn muốn đặt hàng thì hãy nhớ 0937899707 và đừng quên xin phép ba mẹ trước khi gọi đặt hàng nha. Bye bye, chúc các em cuối tuần vui vẻ và hạnh phúc bên gia đình.